Tuổi trẻ Lào Cai với những phần việc ý nghĩa hướng về kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tấm lòng của các bác sĩ với hoàn cảnh của các bệnh nhân ung thư. Sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ mê tiếng Anh trên sóng truyền hình Lào Cai. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 3, tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết trao giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Cuộc thi đã thu hút trên 95.000 tài khoản trong tỉnh tham gia với trên 3,3 triệu lượt thi. Đồng thời đã có hơn 9.000 tài khoản với hơn 351.000 lượt người ngoài tỉnh tham gia. Cuộc thi đã thể hiện sự đổi mới sáng tạo của tỉnh ủy Lào Cai trong ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh. Thông qua cuộc thi đã truyền tải đến cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh về truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang, thành tựu to lớn toàn diện của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua 75 năm xây dựng và phát triển. Tri ân, biểu dương thế hệ cán bộ đảng viên, tiền bối cách mạng, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, lãnh đạo, phát triển của Đảng bộ tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc. Đảng bộ huyện Bảo Thắng được trao giải nhất tập thể. Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2022. Chiều ngày 4 tháng 3, Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022. Tham gia diễn đàn, 40 đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh được ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, tìm hiểu về định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh giai đoạn hiện nay. Bàn giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò trách nhiệm của đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tuyên dương 20 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nhân dân các dân tộc Lào Cai hân hoan hướng tới sự kiện nhiều ý nghĩa, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Hòa trong không khí thi đua sôi nổi, tuổi trẻ Lào Cai cũng đã có nhiều công trình phần việc chào mừng. Thế hệ những người trẻ tuổi đang nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Trong năm 2022, tuổi trẻ thành phố Lào Cai dự kiến sẽ có 90 công trình phần việc nhằm hướng tới kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, chào mừng đại hội đoàn các cấp. Những ngày này, màu áo xanh của thanh niên thành phố đang ghi dấu ấn với nhiều hoạt động thiết thực như tham gia hỗ trợ chống dịch, hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở hay tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Đoàn phường cũng đã có nhiều cái biện pháp và cũng có cái những công trình phần việc phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, và đặc biệt hơn nữa là chú trọng xây dựng các công trình thực tế tại các điểm nhà văn hóa, các khu dân cư. Đặc biệt tháng 3, tháng của tuổi trẻ, hoạt động của thanh niên Lào Cai càng thêm phần sôi nổi thiết thực. Cột cờ Lũng Pô chào đón những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Lào Cai trong chương trình tháng 3 biên giới. Hay tại vùng cao Simacai, mẫu áo xanh cũng ra quân làm đẹp cảnh quan, môi trường, tham gia nhiều phần việc ý nghĩa hướng tới sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh. Đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn trong toàn huyện có những hành động, có những triển khai công trình phần việc thanh niên thích hợp để hướng tới kỷ niệm ngày lễ trọng đại của Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền vận động triển khai cho đoàn viên thanh niên và nhân dân, đoàn cán bộ đảng viên tích cực tham gia vào cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ở vị trí nào, ở thành phố hay nông thôn, vùng cao miền núi, với tinh thần xung kích đi đầu, mỗi người trẻ của Lào Cai đang thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh của quê hương. Phải cố gắng từ những cái cá nhân nhỏ nhất như mình, tất cả cùng phát triển kinh tế làm sao để địa phương của mình ngày càng giàu đẹp hơn.
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết, cụ thể để triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là đối với phong trào thi đua thanh niên làm chủ đất nước, tiếp tục được lan rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, và chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền để đẩy mạnh cho thanh niên thấy là cái việc mà chúng ta cống hiến được tổ chức và các cấp chính quyền tuyên dương và ghi nhận. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, mỗi cá nhân tuổi trẻ Lào Cai đã và đang thiết thực chào mừng sự kiện lớn của quê hương với lòng tự hào, với tâm nguyện cống hiến dựng xây. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 3 diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 3, trong thời gian này toàn tỉnh cần tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, ổn định đời sống nhân dân, tập trung cho phát triển kinh tế. Thành phố Lào Cai là địa phương có tỷ lệ người mắc cao nhất. Hiện có khoảng 12% dân số, 25% số hộ gia đình ở thành phố có người mắc bệnh và có khoảng 1.400 hộ tất cả thành viên trong nhà mắc bệnh. Vì vậy, tỉnh chỉ đạo trong tháng 3 này, các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo tinh thần nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, sẵn sàng đáp ứng với tình huống dịch bệnh kéo dài, chủ động các giải pháp kiểm chế dịch như test nhanh, phát hiện sớm bệnh nhân, quản lý, điều trị kịp thời, duy trì các hoạt động phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, tăng cường công tác tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho nhân dân để tạo miễn dịch cộng đồng, cảnh giác phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm khác không để xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, 1.891 là số lượng bệnh nhân ung thư đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân trong năm 2021. Số lượng bệnh nhân ung thư tăng lên mỗi năm. Những y bác sĩ làm việc tại đây đã phải nỗ lực hết mình để mang đến cho bệnh nhân điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất. Năm 2020, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư buồng trứng. Càng trớ trêu hơn, khi đến tháng 8 năm 2021, bà lại phát hiện mình mắc thêm bệnh ung thư tuyến giáp. Cứ một tháng ba lần, bà lại đến Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân điều trị hóa chất. Đến nay bà đã cảm thấy khỏe hơn và yên tâm chữa trị. Tôi cũng rất nhiều ai ở khoa là về khoa được các bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo, thăm khám hàng ngày, xong rồi điều trị cho tôi được đến bây giờ là tôi thấy ổn mà thấy sức khỏe của tôi cũng khá hơn. Bệnh nhân ung thư ở đây đa phần là người không có điều kiện kinh tế, là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Lại phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khó chữa trị. Bởi vậy, các bác sĩ luôn sẵn sàng túc trực, có mặt bất cứ lúc nào để khám, thăm nắm tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Tức là cái sự đau đớn của họ được giảm, rồi cái chất cuộc sống cho họ về cái gần như bình thường, thì đấy là một cái niềm vui. Năm 2021, Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức khai đợt miễn phí khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho hơn 600 người tại huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương. Trong năm 2022, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức khám sàng lọc miễn phí tại các huyện Bảo Yên, Bát Sát và thị xã Sapa. Động lực lớn nhất của chúng tôi đấy là làm sao phục vụ được người bệnh mỗi ngày được một tốt hơn, cố gắng làm sao để nâng cao cái kỹ thuật trong chuyên môn, rồi cả cái chăm sóc làm sao để cho người bệnh hài lòng nhất. Gác lại những bộn bề của công việc, cuộc sống, những bác sĩ ở Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân luôn đồng hành với bệnh nhân cũng như gia đình của họ. Không chỉ là những bác sĩ chuyên môn giỏi, mà còn là người bạn sẻ chia cùng với người bệnh, giúp họ có thêm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thử thách tiếng Anh, game show hoàn toàn mới do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sản xuất dành cho các bạn học sinh yêu thích môn tiếng Anh. Mỗi chương trình là cơ hội để các em đánh giá, kiểm tra năng lực của bản thân, rèn luyện tâm lý vững vàng, tự tin, trang bị những kỹ năng toàn diện và mang lại cơ hội giao lưu với các bạn cùng lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường học. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại trường quay S2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai và tại đây ngày hôm nay thì sẽ diễn ra ghi hình chương trình thử thách tiếng Anh English Challenge. Chương trình này thì hiện tại đang thu hút sự quan tâm rất nhiều của quý vị khán giả và đặc biệt là đối với các bạn học sinh yêu thích môn tiếng Anh. Và bây giờ thì tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng vào trong để xem quá trình ekip thực hiện chương trình này.
Hello all the warriors of the English challenge and the audiences as well. How many ethnic groups are there in Lào Cai? 25. Yes, correct. When was the founding date of the Ho Chi Minh Communist Youth Union? 26th of March. 1, 2, 3, go. My answer is mathematics. It means toán học. Yes, mathematics, toán học is the correct answer. Congratulations, Bảo Anh. So, we know how important English is. I have learned English for 4 years and found English interesting. Các bạn thân mến, tham gia English Challenge thì các bạn học sinh sẽ được trải qua các thử thách của chương trình gồm có khởi động, điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống, thuyết trình và về đích. Các bạn thí sinh tham gia chương trình thì đều là các bạn rất xuất sắc và điều đó thì đã giúp cho các phần thi trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Thực sự là qua chương trình em cảm thấy rất vui và em học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Những kiến thức về giao tiếp hay là từ vựng ở chương trình này em học được khá nhiều và em thực sự rất khuyến khích các bạn tham gia đăng ký chương trình. Các thí sinh tham gia chương trình đều rất xuất sắc. Tôi đánh giá cao các bạn ấy về sự tự tin thể hiện trước ống kính, kiến thức ngôn ngữ tốt. Các bạn cần luyện tập nhiều hơn để nói tiếng Anh một cách chủ động và tự nhiên hơn nữa. Đây không chỉ là cuộc thi mà đây còn là một sân chơi và chúng ta không nên quá nặng nề về việc so sánh giữa bạn này và bạn khác, mà nên khuyến khích để các bạn cảm thấy vui vẻ và coi tiếng Anh giống như một trò chơi hấp dẫn để các bạn khám phá. Lần đầu tiên dẫn tại sân khấu của đài truyền hình, phải tương tác với tất cả các bạn học sinh, tương tác với cả ban giám khảo, với cả máy quay. Thì đầu tiên thì nó khá là bỡ ngỡ và khá có một chút hồi hộp. Tuy nhiên thì em đã làm quen dần với điều đó. Và có thể nói nếu mà tiếng Anh thì ta nói là đây là một trải nghiệm life changing đối với em. Nó thay đổi những cái quan sát của em đối với ngành nghề MC. Và em nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm khá thú vị đối với bất kỳ bạn học sinh nào. Nếu yêu thích tiếng Anh và muốn trải qua các thử thách của chương trình, hãy đăng ký với chúng tôi qua địa chỉ email phongvannghelc@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0982125325. Rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Tiếp theo chương trình, cơ hội phát triển ngành công nghiệp thực phẩm chay. Trong phần tin thế giới, lễ rước đuốc Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây các nhà sản xuất nhập khẩu sau khi sản xuất, bán sản phẩm của mình ra thị trường là xong, thì nay các doanh nghiệp này sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết vòng đời sản phẩm của mình, kể cả khi chúng trở thành rác. Theo quy định sẽ có 6 nhóm ngành hàng, các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu bắt buộc phải thu hồi, tái chế theo tỷ lệ nhất định, gồm bao bì, pin và ắc quy, điện và điện tử, xăm lốp, dầu nhờn, ô tô và xe máy. Nếu doanh nghiệp không tự tái chế được, sẽ nộp tiền đóng góp để được tái chế sản phẩm của mình. Theo lộ trình, với các sản phẩm điện tử, doanh nghiệp sẽ buộc phải thực hiện trách nhiệm thu gom, tái chế từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Với phương tiện giao thông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Còn 4 nhóm ngành hàng sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nếu doanh nghiệp vi phạm, không thu gom tái chế sẽ chịu xử phạt cao nhất lên tới 2 tỷ đồng. Các chuyên gia thực phẩm vừa đưa ra phân tích dự báo, xu hướng ăn thuần chay và giảm ăn thịt động vật, dùng đạm thực vật thay thế đang trở nên phổ biến hơn. Việt Nam có nền nông nghiệp nhiệt đới và sự đa dạng trong chế biến thực phẩm chay khiến chúng ta có rất nhiều cơ hội để đáp ứng nhu cầu ăn chay đang ngày càng cao. Theo đại diện Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, thì dưới góc độ nghiên cứu thị trường có 4 lý do dẫn tới thực trạng số người ăn chay ngày càng đông, không chỉ ở châu Á mà cả các nước phương Tây. Đó là sức khỏe, đạo đức, tôn giáo và môi trường. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất muốn tham gia vào thị trường này đòi hỏi phải không ngừng nỗ lực đầu tư, nghiên cứu để tạo ra sản phẩm chinh phục người tiêu dùng. Thời gian qua, công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, quảng cáo được thành phố Lào Cai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm. Ngay sau khi có văn bản của tỉnh về việc tạm dừng một số hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh không thiết yếu, phường Lào Cai đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Tổ nhân dân thì người ta cũng thường xuyên nhắc nhở, chủ yếu là gia đình mình trước đã, còn bên ngoài thì có thể là nhiều người ta không chấp hành, nhưng thôi tốt nhất là gia đình mình cứ chấp hành trước khi đã. Đối với các cái biển quảng cáo mà đã hết thời hạn ấy, thì là cho bóc đi, thu dọn nó sạch sẽ,
Thế và đặc biệt là các cái số điện thoại không đúng quy định, treo dán quảng cáo rao vặt, thì phường đã lập danh sách cái số điện thoại và gửi về phòng văn hóa thông tin thành phố để xử lý theo quy định. Trong năm 2021, phòng văn hóa và thông tin thành phố phối hợp với đội kiểm tra trật tự đô thị và ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện kiểm tra và tháo dỡ 25.000 sản phẩm quảng cáo rao vặt sai quy định, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố đề nghị với sở thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng khóa 79 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một cơ sở. Chúng tôi sẽ triển khai tiến hành kiểm tra các đợt và đặc biệt là phối hợp liên ngành để thực hiện các cái nhiệm vụ, phối hợp với phòng quản lý đô thị, phối hợp với công an thành phố và phối hợp với ủy ban dân các xã phường tiến hành kiểm tra để xử lý các vi phạm. Năm 2022, ngành văn hóa thông tin thành phố sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, quảng cáo, các cơ sở đại lý hoạt động Internet, trò chơi điện tử, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo các nhà phân tích, năng lượng không phải là lĩnh vực duy nhất bị ảnh hưởng trước căng thẳng Nga-Ukraine. Hai nước này còn là nhà cung cấp lớn về kim loại và nhiều loại lương thực, từ lúa mì cho tới đồng, nickel. Leo theo căng thẳng Nga-Ukraine đã cản trở và làm gián đoạn việc vận chuyển thương mại các mặt hàng từ năng lượng đến ngũ cốc. Trong khi đó, các hãng vận tải biển lớn Maersk và CMA đã thông báo tạm dừng các chuyến hàng và ghé các cảng ở Ukraine. Nhiều công ty vận tải cho biết đang ứng phó với tình huống đột ngột và cố gắng điều chỉnh các tuyến đường vận chuyển kịp thời. Các hãng tàu biển đã chịu tổn thất và các hãng hàng không cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Cùng với việc giá nhiên liệu tăng phi mã, lệnh cấm sử dụng không phận của nhau giữa một loạt nước châu Âu và Nga khiến các chuyến bay phải đi vòng. Quy định yêu cầu người dân trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi đến các địa điểm công cộng sẽ được dỡ bỏ tại Pháp từ ngày 14 tháng 3. Thông tin trên được chính phủ Pháp đưa ra trong bối cảnh nước này đang từng bước nới lỏng các quy định y tế phòng dịch COVID-19 khi làn sóng lây nhiễm thứ 5 đang dần thuyên giảm. Tuy nhiên, đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc đối với hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa hoặc máy bay. Với các trường học nằm trong vùng an toàn hoặc ở các khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh, học sinh có thể bỏ khẩu trang trong giờ ra chơi và tham gia hoạt động tập thể. Trường hợp tiếp xúc với người bệnh sẽ chỉ cần tự xét nghiệm một lần sau 2 ngày tiếp xúc. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, trẻ có thể đến trường học như bình thường. Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã diễn ra tại Công viên rừng Olympic Bắc Kinh. Sự kiện thể thao nhiều môn dành cho các vận động viên khuyết tật này sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc lân cận. Để thực hiện lời hứa của ban tổ chức rằng Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ tuyệt vời không kém Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Lễ rước đuốc đã được tổ chức theo kịch bản của lễ rước đuốc tại Thế vận hội mùa đông trước đó, với tổng chiều dài rước là 3 km. Bắc Kinh là thành phố thứ 3 của châu Á đăng cai sự kiện này, sau thành phố Nagano, Nhật Bản và Pyeongchang của Hàn Quốc. Nằm cách thủ đô London khoảng 120 km, Lavenham là một trong những làng cổ đẹp nhất ở Anh, nổi tiếng với các ngôi nhà méo mó tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh độc đáo của ngôi làng này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.